Cái này lớp Quốc Việt sẽ học nhanh cái renal system qua 8 cái điều sau đây. Điều số 1 đó là bạch cầu niệu. Bình thường trong nước tiểu không có bạch cầu. Khi nào trong nước tiểu có từ 5 bạch cầu trở lên thì người ta gọi là có nhiễm trùng tiểu. Tuy nhiên có hai cái loại mà nhiễm trùng tiểu mà các bạn phải để ý. Số 1 người ta hay gọi là nhiễm trùng tiểu viêm bàng quang cục đầu, tức là viêm bàng quang mà bệnh nhân đó đã điều trị kháng sinh trước rồi mới đến để chúng ta làm xét nghiệm, thì trong trường hợp đó có thể không có bạch cầu trong nước tiểu. Còn trường hợp thứ hai là viêm bàng quang do lao, thì trong trường hợp đó chúng ta cũng sẽ không thấy được bạch cầu trong nước tiểu. Như vậy đứng trước một trường hợp mà bệnh nhân bị viêm bàng quang triệu chứng rất là điển hình nhưng không có bạch cầu trong nước tiểu, thì chúng ta phải đi tìm những cái nguyên nhân mà phải loại trừ hai cái nhóm nguyên nhân thầy vừa nói. Cái số 2, khi ta nói đến hồng cầu niệu thì bình thường trong nước tiểu sẽ không có hồng cầu. Khi có hồng cầu trong nước tiểu thì người ta sẽ chia thành 4 độ, đó là clear, rose, red và red blood clot. Người ta có một cách chia khác, đó là hồng cầu 1 cộng, 2 cộng, 3 cộng và 4 cộng. Tuy nhiên các tài liệu nó sẽ ghi rất là không có giống nhau, cho nên hiện nay thầy sẽ giao cho lớp Quốc Việt về làm thêm bài tập này. Chúng ta nhớ một cách đại khái là khi nào có hồng cầu trên 5, hồng cầu trên một vi trùng 40 thì ta gọi là 1 cộng. Và từ 5 cho tới 20 thì ta gọi là 2 cộng, trên nữa là 3 cộng, còn 4 cộng là đỏ tươi hoặc là có máu cục. Về nitrit niệu thì bình thường trong nước tiểu sẽ không có nitrit. Khi nào trong nước tiểu hiện diện các loại vi trùng mà có cái men urease thì lúc đó nước tiểu sẽ có nitrit dương tính. Cho nên khi ta thấy nitrit trong nước tiểu dương tính là chắc chắn bệnh nhân đã có viêm bàng quang. Về protein niệu thì chúng ta cũng chia thành 4 độ, đó là 1 cộng, 2 cộng, 3 cộng và 4 cộng. Về 1 cộng thì đó là vào khoảng 0,3, còn 2 cộng thì vào khoảng 1, 3 cộng thì trên 3,5 gram, còn 4 cộng thì rất là nhiều. Có tài liệu nó ghi là 10 nhưng mà thông thường là ta ghi rất là nhiều. Về phù thì các bạn cũng chia thành 4 loại như vậy, ví dụ như là phù do tăng áp lực thủy tĩnh là các cái phù do tim, phù do giảm albumin máu là ta gặp phù trong hội chứng thận hư, phù do tắt cái đường về của mạch bạch huyết, ví dụ như là trong ung thư cổ tử cung hoặc là các cái bệnh nhiễm các cái con dùng làm bít cái đường bạch huyết, và một cái phù nữa là cái phù niêm trước xương chày chúng ta gặp trong cái suy giáp. Còn về cơn đau quặn niệu quản thì cho tới giờ phút này có cả chục cơ chế, tuy nhiên không có cơ chế nào giải thích được cơn đau quặn niệu quản. Người ta biết rằng nếu trên lâm sàng nếu bệnh nhân có cơn đau quặn niệu quản điển hình thì là 80% sỏi nằm ở mùng ba dưới. Ta nhớ niệu quản có 3 chỗ hẹp sinh lý, đó là khúc nối buồng thận niệu quản, bắt chéo, động mạch chậu và niệu quản nội thành. Và niệu quản sẽ chia thành 3 đoạn, đó là một bên trên, một bên giữa và một bên dưới. Về phần nephrotic và nephrite thì các bạn nhớ một cách đơn giản rằng trên lâm sàng nếu người ta chia cái bệnh nhân đó có hội chứng nephrotic là khi nào một mà protein niệu lớn hơn 3,5 gram trên lít. Và lúc đó cái người bác sĩ lâm sàng chỉ có một điều duy nhất cần phải làm, đó là sinh thiết thận. Và chỉ có bác sĩ pathologist cùng với bác sĩ nephrologist, hai bác sĩ đó hội chẩn lại. Và phải xác định cho được cái nguyên nhân nephrotic là gì và đưa ra chiến lược điều trị cụ thể. Chúng ta không được chiến đấu đơn lẻ trong trường hợp bệnh nhân đứng trước nephrotic syndrome. Có nghĩa là ít nhất phải hai bác sĩ giỏi nhất về hai lĩnh vực. Đó là sinh thiết thận và bác sĩ pathologist đọc rất có kinh nghiệm về nephrology và một bác sĩ giỏi về nephrology. Còn nephritis thì nó đơn giản hơn. Nếu các bạn đứng trước bất kỳ một cái trường hợp nào mà bệnh nhân có một cái tổn thương ở thận có dấu hiệu viêm, tức là inflammation, chúng ta có thể có bạch cầu máu tăng, chúng ta có thể có bạch cầu trong nước tiểu, chúng ta có thể có CRP tăng trên 5, 7, 10, 15. Trong trường hợp trên 15 thì người ta đề nghị sẽ làm thêm cái vulcanicitonin và chúng ta làm thêm các cái marker để chỉ dấu hiệu, chỉ điểm cho bệnh nhân đó có cái dấu hiệu của viêm trên đường tiết niệu trên. Còn về tín độ suy thận thì các bạn nhớ cho thầy hai cái loại tín độ suy thận. Đó là eGFR tính theo MDRD và eGFR tính theo CKD-AP. Nếu như mà ta thấy rằng cái độ lọc cầu thận của bệnh nhân đó dưới 60ml trên một phút thì ta sẽ tính theo MDRD. Còn nếu mà nó trên 60 thì chúng ta sẽ tính theo CKD-AP. Phần thận chúng ta chỉ học nhiêu đây là đủ.